Em thì em thích ẩm thực quê em, xứ Nghệ ạ. Món ăn em thích nhất đó là súp lươn, cháo lươn, miến lươn ạ. Và buổi hẹn đầu tiên của chúng ta nếu như xảy ra sẽ diễn ra vào buổi tối tại một nơi rất là cao nhất. Và nơi đấy rất là nhiều nến và rất là lãng mạn. Và món cháo lươn, súp lươn ạ. Rồi ôi, thưa quý vị, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh là ngồi ở một cái tòa nhà cao nhất của Hà Nội, xung quanh là những ánh nến và những ly rượu vang, trên bàn là cháo lươn và súp lươn. Tôi muốn hỏi là Ngân và Sơn, hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ sẽ là những câu hỏi mà tổng đài của chúng tôi đưa ra dành cho hai bạn. Xin mời anh Hoàng Anh Tú. Anh có câu hỏi dành cho cả hai bạn. Tất nhiên, Lady First, Ngân sẽ trả lời trước. Trên bàn ăn, bạn là người ăn uống kiểu nào? Trên bàn ăn thì em ăn rất chậm và ăn rất là tế nhị ạ. Em thưởng thức từng ít một, nghe lại để em cảm nhận được cái hương vị và cảm nhận được cái món ăn đấy nó như thế nào. Đây là một cô gái có vẻ rất là trân trọng những cái người tạo ra các món ăn. Còn Sơn thì sao nhỉ? Em là một người rất thích ăn uống. Và trên bàn ăn em là một người ăn uống cũng thưởng thức từng món một. Mình cảm nhận cái hương vị ở trong cái món ăn đó và cảm nhận được cái niềm tự hào mà người đầu bếp hay là người nấu ăn đã gửi gắm vào cái món ăn đấy để mình cảm nhận. Wow, thế chị có vẻ như là bắt đầu có cái sự khớp rồi đấy ạ. Ngân có muốn bạn trai của Ngân giống một phần với bố Ngân không? Em thì em không muốn bạn trai như bố em nhiều lắm. Vì tại là em thấy mỗi lần bố em lúc nào cũng phải nấu ăn, rồi mẹ em chỉ ở nhà xong phụ bếp với bố rồi rửa bát. Thì em không thích là một người phụ nữ ở nhà chỉ phụ bếp cho chồng như thế. Mà em mong muốn rằng là một người chồng của em thì là có một công việc ổn định và đi làm. Còn em là người vợ ở nhà tần tảo làm đang và làm hết tất cả những món đấy á. Eo ơi, Ngân ơi, anh em cứ nói làm anh cảm giác như em như một cô thôn nữ đến với chương trình ý. Một người mà lại ở nhà chỉ muốn nấu ăn thôi xong lại chờ người đàn ông về. Em có nói thật không đấy, để Sơn còn biết đấy nhá. Nghĩa là không phải là hoàn toàn là em là chỉ là ở nhà là cần cù đảm đang về chuyện cơm nước. Nhưng em sẽ kiếm một công việc cũng ổn định, làm giờ hành chính và về là em sẽ phụ bếp và nấu những món ăn đấy và đợi chồng em về. Ngân có thể chia sẻ cho anh Trung cũng như là tất cả là mọi người biết rằng là Ngân thường bị ghét vì sao? Em thì em nghĩ rằng sẽ có những người ghét em. Nhưng mà họ sẽ ghét em vì lý do gì? Vì lý do chắc khả năng là em cũng là một người khéo. Rồi em cũng biết hết tất cả mọi thứ. Em là một người hay tìm tòi, hay học hỏi. Là một người hết sức là cần cù và chịu khó. Và khi em muốn làm bất cứ cái gì thì em cũng có đầy đủ kiên nhẫn để em làm. Rồi, vậy là người ta ghét em vì em giỏi và thông minh. Giỏi, thông minh, ghét. Câu hỏi là lựa chọn chua hay ngọt? Em thì ăn được cả chua và cả ngọt. Nhưng mà ngọt em sẽ ăn nhiều hơn. Vì ngọt là nó gắn liền với cái công việc của em hiện tại. Và ngày nào em cũng được nếm ngọt. Em thì là em hoàn toàn em thích ăn chua nhiều hơn là ăn ngọt. Em thích ăn chua từ bé rồi, không thích ăn ngọt quá. Nếu như mà hai bạn này mà đi ăn cỗ là kiểu gì mâm cỗ cũng hết, đúng không? Thôi bây giờ anh có một câu hỏi riêng như thế này. Sơn thì đã nói về cái việc là mình được tham gia vào một cái cuộc thi nấu ăn đại diện cho quốc gia. Vậy thì với Ngân, em đã bao giờ tham gia một cuộc thi nào mang tầm cỡ quốc gia chưa? Dạ em cũng có thi rồi ạ. Đó là? Đó là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2018 và cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Wow! Em cũng đoán anh là một người thích uống rượu bia vào mùa đông hay ăn canh chua vào mùa hạ và sẽ nhâm nhi rượu vang vào lúc mùa thu. Anh là người thích uống trà vào mùa đông hay ăn kem vào mùa hè, nhâm nhi tách cà phê vào mùa thu và không uống rượu bia. Em là một cô gái thích đi du lịch ở nước ngoài vào mỗi dịp hè, sẽ nhâm nhi một chiếc bánh có vị ngọt vừa vào mùa thu. Và nếu là những ngày mùa đông, em sẽ thích cùng người yêu thưởng thức những món súp, đặc biệt là súp lươn Nghệ An. Em là một cô gái thích đi du lịch ở Đà Lạt vào dịp hè.
Và em sẽ thích nhâm nhi một chiếc bánh có vị sô-cô-la vào mùa thu. Và nếu là những ngày mùa đông thì em sẽ thích cùng người yêu thưởng thức đó là món súp lươn và cháo lươn. À. Yeah. Về buổi hẹn đầu tiên của chúng ta, nếu xảy ra, nó diễn ra vào buổi tối tại nhà hàng, xung quanh sẽ là những ngọn nến và những bức tranh với những món như salad, bistec và kem. Và buổi hẹn đầu tiên của chúng ta nếu như xảy ra sẽ diễn ra vào buổi tối tại một nơi rất là cao nhất, và nơi đấy rất là nhiều nến và rất là lãng mạn, và món cháo lươn, súp lươn ạ. Rồi ôi thưa quý vị, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh là ngồi ở một cái tòa nhà cao nhất của Hà Nội, xung quanh là những ánh nến và những ly rượu vang, trên bàn là cháo lươn và súp lươn. À, nơi em công tác cũng là nơi cao nhất của Hà Nội, đó là khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72 ạ. À, ở tòa nhà Landmark 72 cao nhất Hà Nội luôn. Và ăn những món bạn ấy thích như súp lươn, cháo lươn thì em có thể làm được. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có vài thông tin trùng khớp và vài thông tin lệch. Xin hỏi mấy anh em của Đà Lạt, nếu như đang chinh phục một cô gái và biết rằng là mình sẽ không có cơ hội để trở thành người yêu, chỉ là bạn thôi, các bạn vẫn sẵn sàng làm những điều lãng mạn cho cô ấy hay không? Không. Ai không thì không, nhưng mà em nghĩ là... Em cũng thấy là... Là nếu như mà bạn đó chưa kết hôn thì cơ hội vẫn còn. Anh biết là em không tìm kiếm một người đàn ông dễ bỏ cuộc. Vậy là Đà Lạt, ngay trong lòng Đà Lạt cũng đã có những sự đối nghịch rồi. Hai người thì bảo không, hai người thì bảo còn sống, còn hy vọng. Và đó cũng là những cái tư vấn dành cho Sơn đấy. Sơn hãy suy nghĩ nhá.